Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng bị mắc kẹt bởi cái bẫy Tập Cận Bình. Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người nhỏ thì phải dựa vào nước lớn để tạo thế, đó là quy luật muôn đời. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tố cáo chế độ Việt Nam Cộng Hòa là bị thao túng từ ngoại bang, tuy nhiên phía Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc thì họ quên mất rằng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dựa dẫm vào đó. Liên Xô thì hiện nay đã sụp đổ, còn lại Trung Quốc là nước cộng sản mạnh nhất. Điều đang nói là nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đứng thứ nhì thế giới, so với Việt Nam thì Trung Quốc quá mạnh, mà là quốc gia láng giềng của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là nước mà nền kinh tế Việt Nam nhập siêu mạnh nhất. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ giúp Việt Nam xuất siêu mạnh nhất, tức là Việt Nam luôn mua rất nhiều hàng của Trung Quốc và lại bán nhiều hàng cho Mỹ. Nền kinh tế Việt Nam sống được là nhờ Mỹ, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc rất lớn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Sự phụ thuộc với kinh tế là không đáng lo ngại, mà cái đáng lo ngại nhất Việt Nam là phụ thuộc vào chính trị, đó là phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay muốn độc quyền cai trị đất nước, bất chấp nền kinh tế đất nước lạc hậu và ngày càng thụt lùi. Dân đói nghèo và mất tự do, cái giá phải trả cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản là quá lớn và cũng chưa biết lúc nào sẽ đến. Vì lợi ích của Đảng hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ bám vào Trung Quốc. Họ phụ thuộc vào chính trị và nước này rất nặng nề. Đây là điều bất hạnh cho người dân Việt Nam. Hàng năm rất nhiều cán bộ cấp cao Việt Nam được cử sang Trung Quốc học. Việt Nam lại có đường biển dài và có quyền lợi rất lớn trên Biển Đông. Trong khi đó Trung Quốc thì đang muốn chiếm trọn Biển Đông của Việt Nam. Điều này làm cho Mỹ và phương Tây không hài lòng. Và đặc biệt là nhân dân Việt Nam không muốn Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông. Vì vậy, việc ngã theo Mỹ và phương Tây là một quyết định hợp lòng dân. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam, vì quyền lợi riêng của Đảng, họ không bao giờ chịu ngã về Mỹ mà vẫn cứ ôm chân Bắc Kinh trong suốt nhiều năm qua, mặc cho dân lầm than đói khát và đất nước chậm phát triển. Việt Nam có vị trí chiến lược, Mỹ rất muốn thân thiện với Việt Nam. Vì vị trí tiếp giáp với Biển Đông và tiếp giáp với Trung Quốc, nghĩa là tiếp giáp với Trung Quốc cả trên bộ lẫn trên biển. Tuy nhiên, Việt Nam không biết lợi dụng vị trí tốt này để bắt tay với Mỹ về quân sự. Đã rất nhiều năm, Mỹ ve vãn Việt Nam và giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Kể từ thời Bill Clinton phá bỏ cấm vận, thì Tổng thống nào cũng sang Việt Nam và rất nhiều lần Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sang Việt Nam. Tuy vậy, đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ chờ, không động lòng. Nếu có Việt Nam yểm trợ cho Mỹ thì danh chính ngôn thuận hơn khi đưa tàu sân bay, tàu khu trục đi ngang qua Biển Đông. Nếu được như vậy thì Trung Quốc khó mà lộng hành và tìm cách nuốt trọn Biển Đông được. Ai cũng biết Mỹ là cường quốc tử tế, họ không hề lấy của Việt Nam một tấc đất nào. Nhưng Trung Quốc thì đã lấy của Việt Nam quá nhiều. Từ biên giới trên bộ đến trên biển và bây giờ họ đang dần dần đuổi các công ty dầu khí Việt Nam ra khỏi Biển Đông. Tuy vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thân thiện với Trung Quốc hơn và quan hệ với Mỹ chỉ ở mức giới hạn. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến thăm Việt Nam. Tổng thống Mỹ mới lên được 6 tháng nhưng ông đã cử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin sẽ sang thăm Việt Nam trong những ngày tới đây. Đây là thiện chí rất đáng mừng đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc sẽ không tỏ ra thân thiện với phía Mỹ bởi họ, Đảng đang rất sợ Bắc Kinh hạch tội. Cơ hội lần này khó mà được Đảng Cộng sản Việt Nam nắm bắt cho được, nó sẽ vẫn như những lần trước đây mà thôi. Được biết, từ ngày 28 tháng 7, ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ sẽ sang thăm Việt Nam. Việc tiếp ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ được nhà nước Cộng sản Việt Nam giao cho ông Phan Văn Giang thực hiện. Đây là nghi thức quen thuộc, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin sẽ đến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 7 năm 2020. Đây thực sự là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam. Trước chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thu Hằng nói chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục có phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận Việt Nam là một trong ba điểm dừng chân của ông Austin trong chuyến thăm công du Đông Nam Á lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2021. Bên cạnh Singapore, Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sang thăm Việt Nam. Và chuyến thăm được đánh giá nhằm tái khẳng định quan hệ quốc phòng với các nước. Đây rõ ràng là chuyến đi lôi kéo đồng minh quanh Biển Đông. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam có chụp được lấy cơ hội này hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Và một khi ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi đó, đây là một người rất bảo thủ, thì cơ hội nghiêng về Mỹ và các nước phương Tây vẫn có cửa hẹp. Anh và Mỹ ve vãn nhưng Việt Nam cứ để tuột mọi cơ hội như vậy. Theo người phát ngôn Jones của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến thăm của ông Austin thể hiện tầm quan trọng của Đông Nam Á, khu vực giữ vai trò thiết yếu đối với cấu trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden. Chuyến công du sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực và lợi ích của chúng tôi trong việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, ông Jones Kirby cho biết. Đấy là quan điểm của Mỹ. Tuy nhiên, không chỉ Mỹ quan tâm mà cả Anh Quốc cũng quan tâm đến Biển Đông. Và mới đây, Anh cũng tuyên bố sẽ triển khai cố định hai tàu chiến tới châu Á. Tuy nhiên, người phát ngôn ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là hoạt động trên biển của các quốc gia trong và ngoài khu vực cần tuân thủ các quy định liên quan của luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Đồng thời, đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, thượng tôn pháp luật. Hợp tác trên biển vì lợi ích chung phù hợp với các nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã thăm Việt Nam. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 22 tháng 7 và thông báo nước này sẽ triển khai cố định hai tàu trong khu vực châu Á từ cuối năm nay. Kế hoạch này diễn ra sau khi London triển khai tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống lên đường đến Nhật Bản vào tháng 9 năm 2021. Không dừng lại ở đó, mới đây vào ngày 22 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh thăm Việt Nam khẳng định Việt Nam quan trọng. Đối với Anh, cả Anh và Mỹ cũng đều ve vãn Việt Nam. Quả thật, nếu đảng khác chứ không phải đảng Cộng sản nắm quyền cai trị thì họ đã nắm lấy cơ hội lớn để thoát khỏi vòng kim cô của Trung Quốc. Tuy nhiên, đã nhiều năm nay, lịch sử cũng đã cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ nắm được các cơ hội để xây dựng sức mạnh cho Việt Nam. Và Nguyễn Phú Trọng đã bị kẹt trong cái bẫy của Tập Cận Bình giăng ra như thế nào? Được Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh có mặt tại Hà Nội vào 22 tháng 7, rồi sau đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến bày tỏ hy vọng thắt chặt hợp tác với Việt Nam trong tương lai. Đây là cơ hội ngàn vàng. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Phú Trọng thì cơ hội này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì Mỹ và Anh trong mắt ông vẫn chỉ là đế quốc thực dân và những đất nước dân chủ mà ông không hề ưa. Một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ làm cho đất nước này mất hết cơ hội tạo vị thế trong khu vực và giữ vững chủ quyền đất nước. Phát biểu tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã nói rằng chuyến thăm này là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về những thách thức an ninh chung đối với Việt Nam, đồng thời thắt chặt hợp tác quốc phòng. Tôi rất vui được gặp gỡ lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam đã cùng quân đội Anh làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đây là một ví dụ điển hình về việc Vương quốc Anh cùng các đối tác giải quyết các thách thức toàn cầu. Trong lần sang Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cũng đã gặp ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để đặt vấn đề về hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính đã đề nghị chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cung cấp vaccine cho Việt Nam. Đất nước Việt Nam cần vaccine thật. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam lại dùng tiền mua vaccine đem gửi ngân hàng và giờ đây lại ngửa tay xin vaccine của Anh Quốc và các nước tư bản mà họ vẫn hàng ngày công kích trên các phương tiện truyền thông tại trong nước. Đây là hình ảnh cái bắt tay ràng buộc ý thức hệ. Qua thái độ của ông Phạm Minh Chính cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không mặn mà với việc hợp tác quốc phòng. Thực chất ý ông Phạm Minh Chính là ý Đảng Cộng sản. Ông cũng đã mắc kẹt trong cái lồng ý thức Cộng sản nên ông cũng định hướng Cộng sản phớt lờ mọi đề xuất có lợi cho đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng bị mắc kẹt bởi cái bẫy Tập Cận Bình như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de